Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu khóa 21 đã đánh giá những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2. Các cấp các ngành của Mộc Châu đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác cải cách hành chính, quản lý quy hoạch đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng. Huyện Mộc Châu cũng tổ chức tốt công tác ứng phó với rét đậm rét hại, kiểm tra sản xuất kinh doanh giống cây trồng và trồng mới được gần 640 ha cây rau màu, trên 25 ha cây ăn quả. Huyện cũng đã ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường dự án đường trục chính đô thị nội thị Mộc Châu đợt 4. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực môi trường, đất đai trên địa bàn huyện và đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, chỉ đạo chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về công tác đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện, đôn đốc các chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với phương án phân bổ tăng thu ngân sách năm 2022.